Giới trẻ chúng con thân mến, lúc trong mặc áo lễ để rước đầu lễ thì sư phục vụ bên cạnh nói như thế này này, có bạn nói là hôm nay dòng vô nhiễm trúng mánh. Thế tại sao trúng mánh? Là vì mưa quá trời đất. Trúng mánh và chắc chắn là dòng vô nhiễm sẽ ăn nên làm ra trong năm nay. Chúng con có ủng hộ cái ý kiến đó không? Có thì chúng con vỗ tay hoan hô nhà dòng vô nhiễm. Là vì cái bạn nó thấy trời mưa mà đối với cái quan niệm bình dân á, thì mưa là may mắn, ví dụ như đám tang ra khỏi nhà mà mưa thì không phải là xui đâu, mà gia đình sẽ gặp may mắn. Nhưng mà đối với cha hôm nay thì cái may mắn không phải là mưa, chính chúng con là một cơn mưa hồng ân đem đến cho nhà dòng. Không phải bỗng dưng mà nhà dòng bỏ công, bỏ sức, đầu tư hết mọi sự làm lễ đài, rồi loa đài, rồi rạp, vân vân để có một ngày như hôm nay đâu. Tổ chức như vậy thì cũng tốn hàng mấy trăm triệu chứ không phải là ít. Nhưng mà dòng vẫn là. Cái điều mà nhà dòng mong đợi là cái gì? Sự hiện diện của các bạn trẻ. Và không phải bỗng dưng mà các sơ tạo cơ hội để chúng con đến đây. Các sơ yêu thương giáo hội qua các người trẻ. Bởi vì chúng con là chủ nhân của tương lai xã hội và giáo hội. Cho nên chăm sóc giới trẻ có nghĩa là lo cho tương lai của giáo hội, lo cho tương lai của giáo hội. Và đó là niềm vui và là cái cơn mưa của Chúa ban cho nhà dòng hôm nay, xuất phát từ tình yêu thương. Hôm nay Chúa Giêsu nói với chúng ta về cái giới luật yêu thương. Chúng con cũng biết là người Do Thái á, là họ có tới hơn 600 khoản luật. Và cho mãi cho tới nay á, thì người Do Thái vẫn ghiền cái lề luật. Chúng con biết ông thủ tướng Israel hiện nay, biết không? Tên là gì? Bây giờ không có đọc tin tức. Ông thủ tướng hiện nay là Netanyahu. Thì hiện nay nước Israel đang có chiến tranh với nước Iran. Chúng con biết nước Iran không? Không biết luôn. Nước Iran là cái nơi mà ngày xưa Thánh Phaolô có đi giảng đạo, Iran và Iraq có đi giảng đạo bên đó. Rồi đang có chiến tranh với dân Palestine qua cái lực lượng mà người ta xếp vào cái loại khủng bố là lực lượng Hamas. Chắc chúng con ít theo dõi tin tức, nhưng mà cha cũng đam mê những cái tin tức về chính trị cho nên cha theo dõi. Thế thì vừa qua thì cách đây mới có mấy chục ngày thôi, ông Tổng Bí thư của chúng ta là ông Tô Lâm cũng đi dự cái cuộc họp mặt của Liên Hiệp Quốc tại New York ở nước Mỹ. Thì ông Thủ tướng Netanyahu, Thủ tướng của nước Israel cũng đến tham dự. Và khi đọc cái bài diễn văn đó, thì nhiều cái phái đoàn người ta bỏ ra về. Bởi vì chúng con có biết là kẻ thù của nước Israel là nhiều lắm. Chung quanh cái nước Israel mà chúng ta vẫn nghe ở trong Kinh Thánh đó, là một cái khối kẻ thù. Họ có trên 500 triệu người Hồi giáo ở chung quanh. Trên Do Thái này có 10 triệu thôi ở cái tròng ở giữa đó. Cho nên họ thường xuyên bị đe dọa. Đây là một cái câu chuyện rất là dài, cha không có thể nói với chúng con được. Ý cha chỉ muốn nói là người Do Thái trong một cái hoàn cảnh bị bao vây tứ phía như vậy, họ chỉ biết có luật Chúa mà thôi. Cho nên trong cái bài diễn văn cha vừa kể lại cho chúng con đọc tại Diễn đàn Liên Hợp Quốc, ông Netanyahu trích Kinh Thánh rất là nhiều. Qua cái câu chuyện của bài tin mừng hôm nay thì chúng con cũng phải hiểu cái não trạng của người Do Thái như thế. Cho nên có người đã hỏi Chúa: Thầy ơi Thầy, Chúa ơi Chúa, ở trong luật ấy thì cái nào nó quan trọng nhất? Là vì nhiều luật quá thì người ta rối mù, thì người ta không biết cái nào quan trọng hơn cái nào. Cho nên đây là cái dịp Chúa khẳng định rằng cái luật số một vẫn là luật yêu thương. Và cái luật đó theo như bài đọc thứ nhất kể lại thì đã có từ cái thời xuất hành, từ cái thời dân Do Thái được đưa ra khỏi Ai Cập. Trước khi họ vào đất hứa thì Môi-se mới nhắc lại cho họ này, này nhá,
bắt đầu một cái tương lai, một trang sử mới nhá. Phải cư xử với nhau bằng yêu thương và sống theo cái lề luật của Chúa thì mới có hạnh phúc và mới có trường tồn được. Chúng con thân mến, ở trong cuộc đời của chúng ta không có nhiều luật như người Do Thái, nhưng mà chúng con cũng không biết là mình đang đeo đuổi cái gì. Mọi sự nó lẫn lộn, nó mơ hồ và có khi nó lạc hướng đi. Chúng con không biết là cái điều quan trọng nhất đối với chúng con bây giờ là cái gì. Tương lai thì đồng ý rồi, tương lai như thế nào? Phải có bằng cấp cao, phải có một cái chỗ làm lương cao, và nhất là phải có một cái người bạn đời vừa ý, tài năng và đức độ. Nhưng mà làm thế nào để có một cái tương lai như vậy thì phải có một cái giải pháp. Giải pháp nào? Giải pháp là phải có tiền của bố mẹ, rồi phải học giỏi, rồi phải có cái điều kiện trọ học, vân vân và vân vân. Thế thì chúng con đầu tư cả cuộc đời mình cho một cái tương lai như vậy. Nhưng mà chúng con quên nghĩ cái điều này nè. Đó có phải là một giấc mơ mình sẽ đạt hay không? Có niềm hy vọng nào cho những giấc mơ như thế không? Chắc chắn là có. Nhưng mà có một cách giả thuyết thôi. Bởi vì cái hạnh phúc mà chúng con nắm bắt được, nó như không khí. Có khi chúng con ngỡ rằng đã nắm được cái đó, nhưng mà không đâu. Mở bàn tay ra là nó bay mất. Kể cả cái người bạn thân nhất của con, một lúc nào đó cũng chỉ trời chỉ trăng mà cam kết trọn đời cùng với chúng con đi tới cuối đường con đường, không có gì bảo đảm hết. Thì tới một lúc nào đó thì nếu may mắn thì chúng con gặp được hạnh phúc, vì cái hạnh phúc đó dù có đạt được thì nó cũng chỉ là vấn đề thời điểm thôi. Hôm nay còn có tiền, còn có nhan sắc, còn có bạn bè quý mến. Nhưng mà ngày nào tất cả những cái chuyện đó sẽ đổ vỡ tan hoang. Chúng con đang còn ở trong tháng 11, tháng mà giáo hội mời gọi chúng ta hãy hướng lòng về cõi đời đời và ngày tận cùng của thế giới, và đặc biệt là ngày tận cùng của chính bản thân chúng con. Vừa rồi thì cha đi thăm một cái ông bạn ngày xưa đi du học với cha ở bên Pháp đó. Cái bạn này rất là dễ mến, một linh mục. Thì anh ta sức khỏe anh ta như trâu á. Nhưng bỗng dưng thì anh ta bị tiểu đường. Rồi vừa rồi thì nghe nói Pháp mà tháo mất hai cái ngón chân. Đã vô thăm thì anh ấy cho biết là một tuần anh ta đi chạy thận. Biết chạy thận không? Chạy thận là cái máu của mình nó bị dơ ra vì cái thận nó không làm việc nữa. Thì mỗi lần đi như vậy thì người ta đưa tới một cái máy, người ta chích một cái ven, người ta rút hết cái máu ở trong người ra rồi đi qua một cái máy lọc, rồi lại đưa cái máu nó vô trong cơ thể. Mà làm cái quy trình đó thì mất 5 tiếng đồng hồ. Một tuần đi 3 ngày như thế. Nhưng mà anh ta bị tiểu đường, cho nên là bị tiểu đường một thời gian thì nó sẽ bị hoại tử, tức là cái tế bào nó không có thể tái sinh được nữa. Thế mà hễ nó bị hoại tử tới đâu là tháo ra tới đó. Tháo ra rồi thì vì tiểu đường cho nên cái chân nó không khô. Bác sĩ phải đưa một cái ống vô ngay đến cái chỗ mới tháo đó, để chuyển cái dịch đó ra ngoài. Nhìn cái nước không là đã thấy rùng rợn này. Thế mà thường xuyên anh ta phải đeo cái ống ở trong người. Vừa thăm anh ấy hôm nay thì ngày mai thì nghe tin anh đi cấp cứu. Và qua đó thì cha mới thấy là anh ta trẻ hơn cha cả hàng chục tuổi. Cha thấy cuộc đời nó mong manh lắm. Hạnh phúc, những cái gì chúng con tìm được nó cũng sẽ mong manh như thế. Đừng có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc mãi. Không đâu. Cha lấy cái tuổi của cha ra cha làm chứng cái điều đó. Nay nó đau cái đầu gối, mai mắt nó mờ, ăn thì đút đằng này nó lại chảy ra đằng kia. Bước thì bình thường là cái con chó nó chạy rột rột nó lên cầu thang. Nhưng mà cha đi không có được, từng bước tầm.
cho tới khi phải bỏ lên, cho tới khi phải lết. Đó là vấn đề thân phận chứ không phải là bi quan. Thì tất cả những cái gì chúng con có trong đời này nó y như thế. Và nếu mà chúng con không đặt cái đời mình vào một cái niềm hy vọng vững chắc, chúng con là những cái người dại dột. Thì bản thân ra cũng có kinh nghiệm về cái chuyện dại dột rồi. Đang còn trẻ thì ước mơ thế nọ, ước mơ thế kia, dành tất cả mọi sự để cho đạt được cái giấc mơ đó. Nhưng mà thôi, người ta nó giống như cái máy, nó cứ suy đồi dần dần đi. Nay nó hư cái chỗ xích, mai nó hư cái ghi đông, ngày mốt nó hư cái bình xăng. Sớm muộn gì nó cũng hư rồi. Tới một lúc nào đó thì cái xe nó hết tuổi thọ thì con người ta cũng sẽ kết thúc. Cho nên cái điều quan trọng là chúng con phải biết mình đang muốn gì, đang xây dựng cái giấc mơ nào, đang xây dựng cái niềm hy vọng nào, và niềm hy vọng đó có vững chãi hay không, có thể cứu chúng con qua khỏi những khúc gian nan trong cuộc đời hay là không. Cái câu trả lời trong bài tin mừng hôm nay là tình yêu. Chúng con hãy tin điều này, hãy xác tín điều này. Không có tình yêu thì đời khô héo. Nhưng mà cái tình yêu đấy không phải tình yêu thể chất, tình yêu giữa hai cơ thể, không phải tình yêu giữa hai con người bằng xương, bằng thịt. Cái tình yêu siêu linh, tình yêu của Thiên Chúa, và tình yêu giữa con người dưới ánh sáng của lời Chúa, gọi là tình yêu đích thật. Và cái tình yêu có đời thì nó phủ hoa lắm. Mà hồi nãy chúng con đang thấy mưa, bây giờ nó tạnh rồi, đêm nó lại mưa, rồi ngày mai thì không biết là dự báo thời tiết nó nói có đúng hay không. Thì tất cả những cái gì mà chúng con trải qua trong cuộc đời nó cũng như thời tiết thế thôi. Cho nên chúng con đừng có để mình rơi vào cái tình trạng dại dột, sống không có hy vọng. Nói là phải có cái tình yêu là bao lâu mà chúng con lấy tình yêu làm cái bí quyết giải quyết tất cả những cái chuyện đời, thì mới mong rằng chúng con có được cái chìa khóa để mở vào cái hạnh phúc. Nếu cái hạnh phúc cõi đời này mà nó phù hoa như thế, thì những người đeo đuổi nó là những người dại dột. Còn ngược lại, nếu mà chúng con có một cái bí quyết có thể tạm gọi là vĩnh cửu, thì chúng con bảo đảm được cuộc sống đi cho tới chân trời, chúng con vẫn đã bình yên. Vậy cho nên chúng con thấy là những người hạnh phúc nhất ở trên đời là những người đạo đức, chứ không phải là những người kiếm được nhiều tiền mà có kinh tế đâu. Không phải thế. Có những cặp vợ chồng họ rất là nghèo, họ hạnh phúc rồi, họ đạo đức rồi, ngày nào cũng đến với Chúa, rồi luôn luôn tâm niệm rằng mình phải yêu thương hết mọi người, dù họ có như thế nào. Họ chống lại mình, tôi không trả thù. Họ mưu mô ám hại, tôi vẫn sống trong sáng bình thường, là vì tôi yêu họ, chứ không phải là tôi sống như một cái nghệ thuật. Tôi yêu họ và tôi đầu tư cái tình yêu đó vào cho mọi người một cách vô điều kiện. Đó là những người có một cái cuộc sống bình yên. Có lẽ chắc không có nhiều thời giờ để chia sẻ thêm với chúng con. Cha chỉ muốn kết luận rằng trong cuộc đời chúng con phải biết mình đang làm gì, đang đi về đâu. Và hiện nay chúng con đang dùng cái phương pháp nào để chúng con xử lý cái chuyện đời. Kết luận, chỉ có tình yêu thương, nó không có một cái giải đáp thứ hai. Qua thánh lễ này, chúng con lại xin Chúa cho chúng con xác tín điều đó. Thì đời của chúng con giống như một con thuyền sẽ được buông neo một nơi cửa bể yên an, nhờ chúng con dành trọn cuộc đời của chúng con để sống tình yêu thương của Chúa. Amen.